Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay trở lại với các bạn bằng một cái miếng đất mà làm được cái dự án phân lô bán nền được nghe các bạn. Giá rất rẻ, rẻ bèo, vừa to vừa rẻ, ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nghe các bạn ha. Rồi trước khi đi vào miếng đất thì các bạn nhớ đăng ký, ủng hộ và chia sẻ cho bạn bè cùng tham khảo video nghe các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi đây là cái đường ao đôi, đường ao đôi nghĩa là cái đường mã lò mình quẹo vô cái đường ao đôi đó, và đây là sẽ là con đường dẫn vô cái miếng đất này các bạn ha. Cái đường này đi từ cái ao đôi chạy thẳng qua Hương Lộ 2, các bạn hình dung ra nha, ở thuộc phường Bình Trị Đông An nha các bạn ha. Đó, đây là con đường nối từ, con đường rất lớn nối từ đường ao đôi qua Hương Lộ 2. Đó, đường này là xe tải thoải mái luôn ha các bạn ha. Đó, miếng đất mà nó rẻ bạn, các bạn không ngờ luôn, các bạn cứ theo dõi rồi các bạn biết ha, đường rất lớn đấy ha. Đó, chuẩn bị để đi vào miếng đất các bạn ha. Đó, đó là cái miếng đất, đường chạy vô miếng đất này ha. Đường lớn luôn, thoải mái, rất là thoải mái. Đó thì cái con đường phía trước nhà một hướng đi ra cái Hương Lộ 2 và một hướng đi ra cái đường ao đôi. Đó, cái đường này sẽ song song cái đường mã lò đó các bạn ha. Rồi giờ mời các bạn đi vào cái miếng đất. Đó, trước mặt là cái đường chạy ra Hương Lộ 2 các bạn ha. Đó thì khu vực này là khu dân cư nha các bạn ha, khu dân cư luôn, nhà cửa xây san sát rồi đó, đường xá rộng rãi. Thì cái miếng đất này thì các bạn ơi, mình cũng báo trước các bạn là cái miếng đất này là chưa có lên thổ cư, công nhận là hai sổ, một sổ 500 m², hai sổ là 1000 m², và đã bán đi được hai miếng, người ta làm nhà hai nhà phía ngoài, còn lại 800 m² nghe các bạn ha. Đó, trong này xe tải xe hơi, đây là cái miếng đất đây các bạn. Chiều chiều ngang của nó là 32 m và chiều sâu là 25 m. Chiều ngang với mặt đường các bạn ha là 32 m và chiều sâu của nó là 25 m. Nếu các bạn mua được miếng đất này thì các bạn có thể phân ra được 12 nền, một nền bình quân khoảng 65-66 m², được 12 nền các bạn ha, rất rộng luôn. Đó, về pháp lý của miếng đất này là cái chưa lên thổ cư, chưa lên thổ cư thì bây giờ mình làm cái thủ tục là chuyển đổi mục đích sử dụng, rất rộng. Và với cái giá các bạn không thể ngờ, 30 triệu đồng một mét vuông, còn thương lượng mạnh các bạn, còn thương lượng mạnh, mình sẽ bàn với chủ đất là thương lượng mạnh luôn, 30 triệu đồng một mét vuông. Nếu các bạn mua hết miếng đất này các bạn làm cũng được, hoặc các bạn mua từng miếng nhỏ thì chủ đất người ta cũng sẽ bán. Đó, đây là mình đứng phía trong, mình nhìn ra ngoài đường đó các bạn ha. Cái này mua mà xây biệt thự nhà vườn rồi thì hết ý luôn đó. Ở khu vực Bình Tân mà giờ còn 30 triệu đồng một mét vuông thế này thì các bạn nghĩ thế nào? Mình cũng cho là rẻ bèo luôn đó các bạn ha. Đó, các nhà xung quanh đây người ta để, người ta đang sử dụng cái đất này, người ta để xe hơi, người ta làm kho các bạn ha. Nhìn cây cối nó úp sùm vậy chứ miếng đất rất là vuông vức. Chiều ngang là 32 m, chiều mặt đường đó, còn chiều sâu vô là 25 m. Thì đấy, mình có tính sơ bộ là nếu mà các bạn phân lô thì được là 12 nền, một nền chừng khoảng 64-65 m² một nền đó các bạn ha, rất đẹp.
Chỉ cần làm một con đường nhỏ ở giữa thôi là hai bên có hai dãy nhà rồi. Rồi thêm mấy cái nhà mà nhìn ra mặt đường nữa thì quá đẹp luôn. Thành một cái khu dân cư luôn. Hoặc là mình làm biệt thự, hoặc làm nhà vườn, hoặc làm xưởng, làm kho. Rất đẹp. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình với cái số điện thoại ở trên màn hình. Mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Rồi các bạn thấy không? Mình miếng đất rất là to. Thì khu vực này là khu dân cư rồi. Thì mình về mình làm cái công tác, động tác là mình chuyển mục đích sử dụng là ok các bạn. Thì miếng đất này chủ đất người ta không bán đâu, người ta cũng tiếc lắm. Nhưng mà mùa này Covid nó kéo dài quá rồi người ta cũng kẹt tiền. Đó, thành thử người ta thông báo một cái giá ngộp. Đó là 30 triệu đồng một mét vuông, còn thương lượng mạnh các bạn ha. Các bạn nào có quan tâm thì cứ điện thoại cho mình. Đây là phường Bình Trị Đông An các bạn ha, quận Bình Tân. Đó thì cái hồ sơ pháp lý mình sẽ để cuối video các bạn theo dõi. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ủa sao cái này là 822 hả? Đó là các cái nhà xưởng á, người ta cũng làm xưởng làm đồ đây các bạn ha. Tại vì cái đường xá nó cũng rộng rãi. Ở nhà kia thì cách tới mấy tầng lầu luôn rồi đó. Nên mình làm, mình nhìn thấy cái miếng đất mình cũng rất là mê. Đó, hy vọng các bạn sẽ xem được cái video này và cũng có thể chia sẻ cho bạn bè. Biết đâu bạn bè có cái nhu cầu để làm xưởng, làm kho hoặc là phân lô. Các bạn cứ alo cho mình. Mình thấy cái giá nó rẻ quá. Miếng đất đẹp các bạn ha, miếng đất rất là vuông vức. 32 mét chiều ngang và chiều sâu 25 mét. Và đây là cái hồ sơ pháp lý của nó, các bạn tham khảo. Rồi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mình sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho các bạn những cái sản phẩm mới về nhà đất. Các bạn chú ý và thường xuyên theo dõi video các bạn nha. Biết đâu mình chọn một miếng đất hoặc một cái nhà vừa ý với các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo và chia sẻ cho bạn bè cùng theo dõi các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng các bạn sẽ tìm cho mình được một cái sản phẩm vừa ý và mình sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho các bạn. Rồi, thân ái chào tạm biệt.